Cô đừng cứng đầu nữa, về Seoul thôi. Jeonmu đang chờ mẹ về mà. Jeonmu à. Nè, sao cô đột nhiên lại khóc vậy? Tôi có làm gì cô đâu à? Nín ngay đi. Nếu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ngay từ đầu tôi đã không tới đây rồi. Tôi sẽ tìm cho cô. Tôi sẽ tìm phó giám đốc Son cho. Thật chứ? Tôi là người hay nói dối hay sao chứ? Để đó tôi tìm cho. Cho nên bây giờ đi về đi. Hứa với tôi nha. Được chưa? Cô khóc xong chưa? Vậy thì cô lau nước mắt nước mũi đi. Trời ơi, tôi thật sự xướng được giải Nobel quà bình luôn đó nha chưa. Làm gì có cấp trên nào mà như tôi chứ. Không cảm ơn sao? Cảm ơn anh. Ân huệ này cả đời tôi sẽ không quên đâu. Thôi được rồi, không cần đâu mà. Thiệt đó. Mình đi thôi. Dạ. Buổi kỷ niệm xuất bản cuốn Seoul Úa, buổi họp mặt cùng chia sẻ cảm xúc với tác giả Gampungki. Huấn luyện viên Gam giống diễn viên Hồng Kông Kim Thành Vũ quá đi. Bộ phim mình thích nhất là Trùng Khánh Sâm Lâm mà. Biết ngay sẽ như vậy mà. Mình đã thấy gì đó đáng nghi rồi. Bộ rơi vào thùng dầu mè hay sao? Nhìn béo ngậy gì. Bìa sách Seoul Úa, tác giả Gampungki. Cô nè, chụp hình đi. Chụp cho đẹp nha. Quý quá đi. Thiếm tới sớm vậy? Ôi trời ơi, hết hồn vậy. Chị tới đây có chuyện gì vậy hả chị? Thấy mấy bà cô lũ lượt kéo nhau đến đây nên tôi đi xem thử. Chị nhận được thư mời của huấn luyện viên Gam sao? Có phải chỗ gì ghê gớm đâu mà nhận thư mời. Tôi muốn đến thì đến thôi. Mà nè em dâu, không phải lúc nãy thiếm nói với tôi phòng tranh có cuộc hẹn quan trọng hay sao? À, cái hẹn đó đã hủy rồi. Vậy đó hả? Gampungki da trắng như sữa. Chúng tôi yêu Gampungki. Ngay bây giờ lễ kỷ niệm xuất bản của tác giả Gampungki xin được bắt đầu. Xin quý vị cho tràng pháo tay để chào đón tác giả. Gampungki. 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 Các vị khách quan dù rất bận rộn nhưng mà vẫn chịu đến đây để tham dự lễ kỷ niệm. Tôi xin chân thành cúi đầu cảm ơn tất cả các quý vị. Quá. Thỉnh thoảng tôi nhận được câu hỏi như thế này: tại sao người đánh gôn lại đi viết văn? Thật ra thì chính tôi cũng không biết rõ. Dù đã đánh gôn hơn 30 năm rồi, tôi vẫn không hiểu tại sao hiện bây giờ tôi vẫn đánh. Tôi cũng không biết nữa. Dù vậy nhưng mà tôi vẫn đánh. Trời ơi, sao mà ngầu quá vậy? Tôi đã sống hơn 40 năm, nhưng bây giờ tôi vẫn không hiểu sống là như thế nào. Vậy nên tôi đã viết văn. Tác phẩm đầu tay Seoul Úa của tôi mang thông điệp hãy cùng nhau đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, giống như một gôn thủ tập trung đánh quả bóng gôn. Tôi đã tập trung cả tinh thần để đánh quả bóng có tên là lời nói. Quang Hu, Quang Hu. Có cái gì đặc biệt lắm đâu, là phản ứng thái quá tới như vậy. Thiện vậy mới nói. À, mọi người hãy
trò chuyện ở phần sau nha. Trước hết tôi sẽ truyền tải tấm lòng bằng một bài hát gửi đến tất cả mọi người. Là con ả lần trước sao? Đúng lúc lắm. Bài hát này làm gì vậy? Mọi người ơi, nếu có gì cần nói xin đợi cho lễ kết thúc rồi hãy nói. Cô phu nhân biết tôi sao? Chị ạ, mất đi. Chị dâu cuộc thi sắc đẹp lần trước đó cô quên rồi sao? Chị dâu à, bỏ tay ra đi. Là mấy cô con dâu của chủ tịch Na Quang San. Đúng rồi, giờ thì nhận ra rồi hả? Phu nhân à, hành hung là việc làm sai trái, hãy bình tĩnh và giải quyết bằng lời nói đi phu nhân. Chị dâu à, thôi đi chị. Thôi đi nè. Cái gì vậy? Mọi người làm sao vậy chứ? Ôi trời ơi, làm ơn bình tĩnh lại giùm tôi đi. Bà để con trong doanh mua cho, bà đi ngủ đi. Không có được đâu, người thi đấu thể thao phải ngủ nghỉ cho thoải mái. Sáng mai bà ngủ bù được mà. Mà con đã làm quà với bạn gái chưa vậy? À, dạ, vẫn chưa. Bà không đủ tư cách để bảo người khác phải làm thế này thế kia trong chuyện của họ. Nhưng con là người tập luyện thể thao, để có thể chuyên tâm luyện tập thì con nên quen người, con cảm thấy thoải mái. Dạ, con hiểu rồi thưa bà. Mất đi ơi, bà ngủ chưa? Sao? Ồ, con đang ở đây hả? Có chuyện gì vậy? Tôi sợ chỗ ngủ của bà không thoải mái nên tôi đón dòng mu qua phòng tôi. Ôi trời, thằng nhóc này vẫn chưa ngủ sao? Nhà đó làm sao nữa, tụi con cũng đang định sang đón John Mu về ngủ. Ôi trời đất ơi, John Mu của bà được yêu thích muốn xỉu luôn đó. Ai cũng náo loạn lên, đòi ấm con về ngủ cùng. Ít ra cũng tỉnh giấc đi chứ. Chắc là mất ngủ nhiều rồi. Đến nơi rồi. Đến nơi rồi cô ơi. Thư ký Cơm. Thư ký Cơm ạ. Thiệt là cô dạy cô ấy đã mệt mỏi lắm. Hiểu lầm thôi nha. Ý của tôi là bởi vì tôi nhìn thấy cô không được thoải mái cho nên là tôi mới điều chỉnh chỗ ngồi cho cô ngủ ngon hơn. Chuyện đó vô tình xảy ra nên là cô cảm thấy là như vậy đó. Chứ tôi đâu phải là kẻ điên gì đâu, phải không hả? Sơ suất. Không phải là sơ suất mà là tai nạn, đúng rồi, là tai nạn, đúng rồi, kiểu như là hai chiếc xe đụng nhau vậy đó, đúng là như vậy rồi. Nhờ anh mà tôi được ngủ ngon, cảm ơn anh nha. Trời lại mưa nữa, anh phải lái xe dưới trời mưa lâu vậy thật là cực ha. Nhất định sau này tôi sẽ trả ơn cho anh nha. Nè, nhưng mà làm sao có thể, cô coi như là không có chuyện gì vậy?
Chuyện gì vậy? Thì hồi nãy đó, cái này đã chạm vào nhau, cô không bất ngờ hay là hoảng hốt gì hay sao? Trời, có gì mà hoảng hốt chứ, chỉ là sơ suất nên chạm vào thôi. Ôi trời, có phải là chuyện gì lớn mà anh lại làm ầm ĩ lên vậy hả? Anh tỉnh táo, tinh thần và lái xe cho an toàn. Anh đừng có đụng vào đâu trên đường mưa đó. Nhớ chưa? Tạm biệt ha. Trời ơi, sao lại có người mặc giày tới như vậy? Đi đi nhanh lên, lẹ lên. Trời ơi, cô ta là người mặc giày hay là không biết suy nghĩ vậy? Tạm biệt.